Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel Milo Vlog. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cái series các cái video về hướng dẫn cách làm các cái video để chúng ta đăng lên YouTube và chúng ta có thể kiếm tiền từ những cái video đó. Thì trong bảng hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để làm một video ca nhạc. Chúng ta sẽ làm thành một cái video của chúng ta và chúng ta đăng lên YouTube và có thể bắt đầu kiếm tiền từ những cái video đó. Tôi có thể lấy ví dụ cho các bạn là một số những cái video về ca nhạc trên YouTube. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là những cái video về ca nhạc không bao giờ là một cái chủ đề cũ và nó luôn luôn thu hút được rất nhiều những cái lượt xem, và đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những cái video này. Đây chúng ta có thể thấy rằng là video này là được 42 triệu lượt xem này. Đó. Và còn rất nhiều các cái video khác về âm nhạc. Thực tế có rất nhiều những cái YouTuber trên thế giới cũng như ở Việt Nam hàng tháng kiếm được rất nhiều tiền từ những cái video ca nhạc này. Nhưng mà thực tế là họ không nổi trội, và tại loại họ không xuất hiện. Họ âm thầm lặng lẽ làm những video. Ví dụ như đây này, video này được 122 triệu này, 16 triệu này. Có thể các bạn chưa biết nhiều về YouTube, về cách kiếm tiền trên YouTube, nhưng mà có rất nhiều người có thể họ không nói ra, họ âm thầm lặng lẽ họ làm. Ví dụ như 1 triệu view ở trên thế giới, ở nước ngoài thì họ nhận được tương đương với 1.000 đô trên 1 triệu view. 1.000 đô thì tức là 20 triệu thì Việt Nam. Còn ở Việt Nam thì con số này nó sẽ thấp hơn. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường Việt Nam là một thị trường mới. Nhưng mà ở con số ở Việt Nam là bạn có thể nhận được 5 triệu trên 1 triệu view, trên 1 triệu lượt xem. Con số 5 triệu này có thể nói cũng là rất là cao so với cái mức thu nhập ở Việt Nam. Và rất đơn giản, các bạn có thể bỏ ra 10 đến 15 phút để các bạn làm một video. Nhưng sau này khi mà các bạn đăng lên và khi các bạn đã đủ điều kiện kiếm tiền thì nó sẽ mang lại cho các bạn một khoản lợi nhuận rất kinh khủng khiếp. Ví dụ như đây, video này 122 triệu, các bạn có thể nhân với 5 triệu trên 1 triệu view. Thì là nguyên một cái video này nó đã mang cho cái chủ sở hữu của nó trên 500 triệu rồi. Khi mà các bạn có nhiều video thì đồng nghĩa với tất cả các cái lượt xem nó sẽ mang lại cái lợi nhuận rất cao cho những người chủ sở hữu. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một video của riêng các bạn. Và khi các bạn đủ điều kiện kiếm tiền, các bạn có thể đăng những cái video về âm nhạc của các bạn lên YouTube cộng với một vài những cái mẹo, những cái thủ thuật, các bạn có thể kiếm được rất nhiều lượt view từ những cái video ca nhạc này. Thì ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn, chúng ta sẽ làm một cái video về âm nhạc trên nền tảng trên cái phần mềm là phần mềm Camtasia. Phần mềm Camtasia này thì các bạn có thể lên Google và các bạn search, các bạn có thể download về là phần mềm Camtasia. Đây là một phần mềm rất đơn giản để mà làm video. Tất cả các thao tác thì hầu như chỉ là kéo và thả thôi, rất dễ thao tác. Và ngay khi mà bạn đã edit xong một video, các bạn có thể render và các bạn ngay lập tức các bạn có một sản phẩm ở trên YouTube của mình, là có thể đăng lên YouTube của mình. Thì các bạn là đầu tiên các bạn hãy download cái phần mềm ứng dụng có tên là Camtasia ở trên PC, ở trên Windows hoặc là hệ điều hành Windows hoặc là hệ điều hành iOS đều có thể download được cái phần mềm Camtasia này. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ edit một bản nhạc. Vậy thì bản nhạc đó sẽ lấy ở đâu? Hiện tại thì sẽ có rất nhiều bản nhạc, nhưng quan trọng là hiện tại YouTube đã có một cái rất gay gắt về cái vấn đề bản quyền. Cho nên là khi mà chúng ta làm bất cứ cái gì liên quan đến hình ảnh và âm nhạc, chúng ta sẽ phải đều phải để ý đến bản quyền. Ngày xưa thì YouTube rất dễ dãi trong cái việc hình ảnh và bản quyền của người khác, nhưng mà thời gian ở đây khi mà công nghệ thông tin bùng nổ thì quá nhiều người kiếm được tiền từ YouTube và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà YouTube mà luôn luôn bảo vệ những cái người sáng tạo nội dung. Cho nên hiện tại thì YouTube đã có những cái thuật toán để quét, cho nên tất cả những cái hình ảnh và âm thanh các bạn khi các bạn lấy của người khác về để các bạn làm thì nó sẽ bị vướng vào vấn đề bản quyền. Và nếu mà vướng vào vấn đề bản quyền thì chắc chắn là các bạn sẽ bị ảnh hưởng cái kênh của các bạn và ảnh hưởng đến vấn đề kiếm tiền. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai nguồn nhạc chính và hầu như rất nhiều YouTuber sử dụng những cái nguồn nhạc này. Đó là nguồn nhạc đầu tiên là mình giới thiệu với các bạn có thể vào Google search
YouTube Audio Library. Các bạn vào Google các bạn search thì nó sẽ ra một cái đường dẫn đây, youtube.com gạch chéo audio library gạch chéo music. Thì các bạn có thể vào cái đường dẫn này, thì ở đây nó sẽ có cho chúng ta tất cả những cái bản nhạc miễn phí, tức là các bạn có thể dùng trên tất cả các video của các bạn và không bị ảnh hưởng, không bị vi phạm bản quyền của bất cứ người nào, tức là tác giả người ta chấp nhận chia sẻ free trên cái nền tảng này và đã được đưa lên trang YouTube Audio Library. Ở đây thì có cả về nhạc này, có các thể loại, chúng ta có thể chọn các thể loại này, và có cả các những cái âm mà chúng ta có thể nó gọi là âm hiệu ứng ấy, hiệu ứng để chúng ta có thể làm những cái video chúng ta chèn hiệu ứng âm thanh, ví dụ như là tiếng vỗ tay rồi tiếng cười của trẻ con, kiểu chúng ta xem ở trên một số những video ấy nó có. Thì ở đây nó sẽ có rất nhiều những tiếng ấy, mà cái kho này có thực sự là rất là nhiều, và chúng ta yên tâm có thể sử dụng miễn phí, hoàn toàn miễn phí, không vi phạm bất cứ bản quyền nào cả. Và một cái nguồn nữa là các bạn có thể vào YouTube của các bạn, gõ vào thanh tìm kiếm, các bạn gõ NCS, tức là từ viết tắt của No Copyright Sound Music. Đấy, thì là đây là nó có hẳn một cái fanpage của cái No Copyright Sound này, tức là tất cả những cái bản nhạc mà khi mà người ta đưa lên ấy, thì là nó là những cái bản nhạc các bạn được quyền đăng tải lại, được quyền sử dụng trong các cái video của các bạn, có thể làm nhạc nền, có thể làm nhạc chính, có thể chúng ta thay đổi cái video, thay đổi những cái hình nền, cái hiệu ứng ở trên video. Thì đây là một cái nguồn nữa mà các bạn có thể yên tâm sử dụng để chúng ta lấy được những cái bản nhạc về. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy một cái bản nhạc miễn phí là nhạc NCS này về, một bản bất kỳ, và chúng ta tiến hành edit video, làm cho nó thành một cái video của mình, và các bạn có thể đăng lên. Sau này tất cả những cái người khác mà lấy lại những cái video của các bạn đã làm ấy và đăng lên thì người ta sẽ bị vi phạm bản quyền và sẽ bị YouTube loại bỏ, và có thể loại bỏ cả kênh của người ta. Thì đầu tiên chúng ta có thể vào cái trang No Copyright Sound này, chúng ta có thể lấy bất kỳ cứ một bản nhạc nào mà các bạn thích, hoặc là nó đang ở trên cái top thịnh hành, thì chúng ta sẽ lấy bất kỳ bản nhạc nào vào. Ví dụ như hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ lấy một bài bất kỳ đi. Ví dụ như bài này là bài Tobu Turn It Up. Tobu Turn It Up. Ví dụ như ta sẽ lấy bài Turn It Up này về. Thì các bạn nên sử dụng cái trình duyệt cốc, thì nó sẽ hiển thị luôn cái phần tải video xuống ở luôn trên đấy này. Thì đây là phần tải video xuống. Nhưng ví dụ như chúng ta các bạn muốn lấy cái bản nhạc này về để làm nhạc nền cho cái video của các bạn, thì chúng ta sẽ copy cái đường link của cái video này. Đấy, chúng ta sẽ copy lại. Chúng ta sẽ mở một cái phần mới, mở một cái tab mới, và chúng ta gọi là MP3. Thì ở ngay ở đây nó sẽ hiện cho các bạn một cái trang web như các bạn nhìn trên màn hình. MP3 gạch ngang youtube.download. Thì các bạn có thể vào cái trang này. Chúng ta sẽ dán cái link video mà chúng ta vừa copy được, cái link video của cái bản nhạc mà chúng ta định lấy, và chúng ta ấn nút download. Thì là tự động cái trang web này nó sẽ cho các bạn một cái đây là nó sẽ hiển thị một cái trang quảng cáo này. Chúng ta sẽ tắt trang quảng cáo đi. Đấy, cái trang MP3 YouTube của ta nó sẽ hiển thị ngay một cái đường link, một cái để liên kết để các bạn ấn vào và để các bạn download về cái file, là cái file MP3, vì chúng ta chỉ cần MP3 thôi. Đấy, thì các bạn có thể ấn vào download và chờ trong một vài phút, một vài giây, nó sẽ download ngay cái bản MP3 này về chúng ta. Save. Đấy, và như vậy là đã hiển thị ở trong ở cái phần download của chúng ta. Chúng ta có thể dùng hai cách. Một là các bạn có thể kéo vào cái phần mềm Camtasia của chúng ta vào đây. Đấy, chúng ta kéo, chúng ta import cái video này về, hoặc chúng ta có thể kích chuột phải, chúng ta import media và chúng ta tìm cái đường dẫn cái bài hát. Thì khi ở đây ở trong phần mềm Camtasia chúng ta đã có bài hát này rồi, chúng ta sẽ kéo cái bài hát. Đây là phần nhạc các bạn nhé. Chúng ta sẽ kéo xuống cái thanh công cụ này. Đây là cái thanh công cụ để chúng ta
Đây, các bạn có thể tua, có thể là mở rộng cái phần đấy này, hoặc là có thể thu nhỏ lại để nó dễ điều khiển. Tôi bật thử các bạn nghe. Đúng rồi, đấy, như thế là hiện tại là chúng ta đã có cái phần âm thanh rồi. Để mà một cái video thì đương nhiên sẽ có phải sẽ phải có một cái phần âm thanh và phần hình. Thì thường ấy, thì có thể bạn có thể thấy rằng là tất cả những cái video về nhạc ấy, chúng ta không cần phải cầu kỳ về làm về hình ảnh gì nhiều. Chúng ta hôm nay tôi hướng dẫn các bạn, chúng ta lên Google và chúng ta sẽ search một cái hình ảnh gì đó mà nó bắt mắt, nó đẹp, nó bắt mắt. Đấy, ví dụ như hôm nay tôi sẽ lấy cái chủ đề là Hot Girl đi. Hot Girl. Rồi vào phần hình ảnh. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy là sẽ có rất nhiều những cái hình ảnh Hot Girl. Đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì YouTube người ta sẽ đưa cho chúng ta tất cả các cái kết quả tìm kiếm. Thì để chúng ta sẽ có một cái hình ảnh sắc nét đẹp đúng chuẩn định dạng của YouTube thì các bạn phải vào phần công cụ này, các bạn chọn phần kích thước này. Ở đây nó sẽ có mọi kích thước này, lớn này, trung bình này, biểu tượng này, lớn hơn này, thì chúng ta sẽ phải chọn chính xác. Chính xác thì cái kích thước quy định của HD ấy, kích thước của đồng phân giải HD ấy, thì là nó sẽ có kích thước như sau: 1920 chiều rộng và chiều ngang là 1080. Đây là cái định dạng chuẩn của HD. Thì chúng ta sẽ ấn vào tìm, chúng ta tìm những cái hình ảnh mà nó đúng với cái định dạng của cái khuôn hình, của cái khuôn hình của trang YouTube các bạn nhé. Các bạn có thể tìm rất nhiều chủ đề, có thể là hoạt hình, hoặc là hot girl, hoặc là ba club, hoặc là phong cảnh, rất là nhiều cái chủ đề rất đa dạng. Chúng ta tùy biến, chúng ta có thể chọn cái những cái khuôn hình nào, thì đấy là tùy các bạn. Ở đây thì hôm nay thì tôi sẽ ví dụ cho các bạn bất một cái hình ảnh bất kỳ. Đây thì tôi sẽ ví dụ cho các bạn là một cái hình ảnh này đi. Đây, tôi sẽ lấy ví dụ một cái hình ảnh bất kỳ này đi. Chúng ta sẽ lưu nó về. Sẽ lưu hình ảnh về. Đó. Các bạn có thể kéo thẻ nó vào Camtasia như này, hoặc là các bạn có thể import file bằng cách nhấn chuột phải và chúng ta import file, chúng ta tìm cái đường dẫn của nó. Đấy, thì ở đây tôi chọn cách là tôi sẽ kéo nó về cái ứng dụng Camtasia của chúng ta. Thế là ở đây hiện tại chúng ta đã có một cái hình nền rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác tiếp theo, chúng ta sẽ đưa hình nền này xuống cái clip mà chúng ta muốn làm cái video. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là chúng ta sẽ kéo thẻ. Các bạn có thể dùng nhiều hình thay đổi nhau. Nhưng mà đây thì tôi đang muốn làm một hình thôi. Đấy, và một hình thôi, và chúng ta tí lát nữa chúng ta sẽ tràn thêm hiệu ứng vào. Tràn thêm hiệu ứng vào để cho nó cái clip chúng ta nó sinh động, và chúng ta có thể tràn thêm một vài những cái tên, rồi tên kênh của các bạn. Thì hiện tại ở đây chúng ta đã có âm thanh và hình ảnh tức là cái hình nền của cái cô gái này. Chúng ta sẽ bật thử các bạn xem nhé. Đấy. Đấy, như vậy là chúng ta đã có phần âm thanh và phần hình ảnh. Nhưng mà nếu như một cái video mà một cái hình ảnh như này thì thực sự là nó quá đơn điệu. Đương nhiên là có thể nó sẽ thu hút người xem, nhưng mà khi mà người ta vào xem ấy, người vào nghe lấy một cái bài nhạc này người ta nghe, thì cái phần hình ảnh nó nếu đơn điệu quá thì có thể nó sẽ không gây hấp dẫn và không níu chân người ta ở lại cái bài hát của bạn xem lâu. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chèn thêm một cái hiệu ứng vào cái video này. Thì một cách rất đơn giản, các bạn có thể lên thẳng YouTube và chúng ta sẽ tìm vào đây cái hiệu ứng chúng ta có thể gõ đơn giản thôi. Hiệu ứng chúng ta có thể gõ là background. Ở đây ví dụ như tôi muốn tìm cái hiệu ứng tuyết rơi thì tôi sẽ gõ là snow background. Effect hoặc là snow background không, ở đây là snow background effect. Thì nó sẽ ra cho chúng ta rất nhiều những cái hiệu ứng, những cái hiệu ứng để chúng ta có thể tràn vào video. Ví dụ như đây là tôi gõ về tuyết đi. Thì đây, ví dụ như các bạn có thể thấy đây, đây là một cái hiệu ứng về tuyết có thể rất là đẹp, đúng không ạ? Đây, ví dụ như là tôi sẽ đào cái video này về để chúng ta sẽ tràn vào làm hiệu ứng cho cái video của mình. Các bạn ấn vào phần tải xuống nhé.
xuống. Đó, khi mà đao được về thì các bạn lại tiếp tục các bạn chèn vào cái Camtasia này. Đấy, vậy hiện tại là chúng ta đã có cái phần hiệu ứng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo lại tiếp tục cái thao tác kéo thả, kéo và thả xuống video của mình. Đấy, thì hiện tại đây là cái bản video gốc này. Nhưng mà chúng ta sẽ phải kéo nó dài hơn. Kéo nó dài bởi vì là chúng ta muốn cái hiệu ứng của chúng ta nó sẽ chạy xuyên suốt video, đúng không ạ? Thì đây mình sẽ kéo lại. Đó. À. Đây cái này là nó hơi ngắn so với cái bản gốc của nó hơi ngắn. Thì chúng ta sẽ chèn. Đúng không ạ? Sẽ chèn. Nếu như mà cái hiệu ứng này cái file gốc hiệu ứng này nó dài hơn so với cái của mình ấy thì mình chỉ phải cắt đi thôi. Nhưng mà đây là nó ngắn. Cho nên là chúng ta sẽ chèn. Ở đây tôi sẽ bật thử cho các bạn về cái hiệu ứng này. Đây đúng không ạ? Đây các bạn có thể thấy đúng không ạ? Đây. Chúng ta đang có cái file hiệu ứng ở bên trên cùng và nó nằm đè lên cái file ảnh của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái chuột và chúng ta sẽ kéo để cho nó ra full màn hình. Đúng không ạ? Ra full màn hình, nó bao gồm chọn màn hình của chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ kéo. Rồi bây giờ các bạn có thể thấy là nó đang lấp cả cái màn hình của cái video của chúng ta, đúng không ạ? Thì ở bên phía tay phải này các bạn sẽ thấy là nó có cái phần opacity. Opacity này nó chính là cái độ đậm nhạt của cái từng cái lớp ảnh, lớp file của video của cái hiệu ứng này của chúng ta. Thì chúng ta sẽ chỉnh, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Đây, chúng ta sẽ chỉnh này, độ đậm nhạt của cái hiệu ứng này, của cái video này, đúng không ạ? Đấy. Tùy vào cái con mắt của các bạn, cách các bạn đây chúng ta có thể thử để là 20% đi. Và chúng ta thử cho chạy video này. Rồi. Các bạn đã thấy chưa? Đấy, hiện tại chúng ta đã có một cái video mà có cả cái hiệu ứng, cái hình động rất là đẹp mắt. Nếu như mà nó chưa vừa mắt với các bạn thì chúng ta có thể cho nó đậm hơn. Cho nó đậm hơn cái ấy lên. Thì cái hình nền của chúng ta nó sẽ mờ nhạt đi, đúng không ạ? Đấy. Đúng không? Chúng ta sẽ thấy rằng là cái video của chúng ta nó sẽ sinh động hơn rất nhiều. Sinh động hơn rất nhiều. Ở đây tôi sẽ để là 25 đi. Còn cái này chúng ta có thể tùy biến, các bạn có thể tùy chọn, các bạn có thể chỉnh làm sao. Khi mà bạn chỉnh xong các bạn có thể thử ấn play xem nó ok không. Đấy, tôi để 25. Rất là ok rồi, đúng không ạ? Đấy, thì tương tự như với cái này. Thì ví dụ như cái phần hiệu ứng của chúng ta nó ngắn thì chúng ta sẽ phải làm nhiều hiệu ứng. Hoặc nếu như phần hiệu ứng nó dài, chúng ta chỉ cần kéo một cái xuống thôi. Và chúng ta chèn những cái số liệu này, cụ thể này vào để làm sao cho nó cái video của chúng ta nó đẹp và hợp lý nhất. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chèn tên kênh, tên bài hát. Ở đây nó sẽ có cho chúng ta rất nhiều những cái style, các bạn vào phần annotation. Đấy, thì nó sẽ có rất nhiều, chúng ta chọn all này. Thì nó sẽ có rất nhiều những cái phong cách chữ hay rồi logo. Ví dụ như là tôi sẽ chọn phần tên rất đơn giản đi. Tôi sẽ chọn cái kênh của tôi. Đây, chúng ta sẽ kéo nó sang. Đây, xin lỗi, kéo hơi nhiều. Chúng ta sẽ kéo nó sang. Chúng ta kích đúp vào và chúng ta sẽ gõ cái tên. Ví dụ như tên kênh của tôi là tên kênh là Milo Vlog. Đúng không ạ? Các bạn có thể để hai dòng hoặc các bạn cũng có thể để một dòng. Và các bạn đưa nó lên góc. Góc nào tùy ý các bạn. Đó. Để thay đổi màu, các bạn kích đúp vào cái dòng chữ này và các bạn có thể thay đổi màu ở đây. Đây, các loại màu mà chúng ta có thể lựa chọn, đúng không ạ? Đây, ví dụ tôi để màu xanh này đi. Vậy như vậy là chúng ta đã có một cái tên kênh ở góc video này rồi. Tiếp theo ở cái phần dưới, phần behavior này, nó sẽ có những cái xuất hiện của các cái chữ. Ví dụ như chữ Milo Vlog này. Tôi muốn cho nó chạy. Tôi muốn cho nó, đây đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái layer Milo Vlog này để nó chạy hết xuyên suốt cả clip. Thì ví dụ như tôi muốn áp dụng nó cái kiểu chữ này đi vào cái layer Milo Vlog này. Thì bây giờ tôi sẽ bật thử. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, thì cái
cái chữ Milo Vlog của tôi nó sẽ chạy. Còn đây nó sẽ có rất nhiều những cái chọn, các bạn có thể tùy chọn. Đấy. À, tiếp theo các bạn có thể vào lại phần annotation này, các bạn có thể chọn tên của bài hát. Ví dụ như đây tên bài hát ấy, tôi lại tiếp tục lấy một cái layer nữa. Đấy. Tôi sẽ gõ cái tên của bài hát này vào. Thì các bạn có thể ghi cái tên bài hát Tobu này, Turn It Up này, Tobu. Tobu Turn It Up. Các bạn có thể ghi luôn tên ca sĩ, đúng không? Đấy, Turn It Up, tôi đang ví dụ đây là tên của bài hát là như này đi. Các bạn lại tiếp tục, có thể các bạn có thể chọn màu sắc hình ảnh, màu sắc của cái chữ này tùy theo cái sở thích của các bạn, sao cho nó trông nó đẹp, nó nổi bật bật và nó bắt mắt, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã có thêm mà tên của bài hát. Cũng cùng với một cách như thế, các bạn có thể đặt thêm cái ví dụ như là cái nút đăng ký chẳng hạn ở dưới góc video. Đấy, cũng là bằng cách đấy các bạn có thể đăng ký. Đấy, các bạn có thể tùy chỉnh để nhắc khán giả của chúng ta sẽ lưu lại cái video, sẽ đăng ký kênh của mình, đúng không ạ? Đăng ký kênh. Đấy. Đây, rồi chúng ta sẽ chỉnh. Đây, thứ nhất là cái phần này. Thì các bạn phải lưu ý rằng là nó sẽ hiển thị, chúng ta sẽ phải tùy chỉnh để cho nó cái phần chữ này, hoặc là phần các cái layer này nó chạy ở thời điểm nào và nó có chạy xuyên suốt clip hay không, thì chúng ta sẽ phải tùy chỉnh. Lưu ý chúng ta sẽ phải tùy chỉnh. Đấy, như đây tôi đã tùy chỉnh này, bật thử lại. Đấy. Các bạn có thể thấy đúng không ạ? Rất đơn giản, có cả hiệu ứng, có cả các chữ. Đấy. Và một cái bước cuối cùng, khi mà chúng ta đã edit một cái video, đã có một cái bản nhạc edit video này rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành render, ra xuất file ra. Thì các bạn sẽ ấn vào nút share này, local file này. Ok, nó sẽ ra một cái cửa sổ chúng ta để chúng ta lựa chọn các cái định dạng file khi mà chúng ta xuất ra. Thì ở đây mình khuyên các bạn, khi mà các bạn đưa lên YouTube để các bạn có một cái chất lượng hình ảnh, cái chất lượng âm thanh tốt nhất, thì chúng ta phải xuất ra ít nhất nó ở cái định dạng là 1080, tức là một định dạng chuẩn HD. Thì các bạn vào cái phần custom production setting này, các bạn chọn MP4 only. Đấy, là nó sẽ xuất ra up to 1080p. Đấy, thì tức là nó sẽ xuất ra cái file 1080 cho chúng ta. Đấy, thì các bạn click vào đây. Đấy, sau đó các bạn ấn next. Thì các bạn sẽ đặt tên. Ví dụ như là các bạn đặt tên cái bài hát của chúng ta như là Tobu Turn It Up. Turn It Up. Ví dụ như vậy. Bên dưới thì chúng ta sẽ để cái đường dẫn chúng ta xuất ra đâu, xuất cái file này ra đâu. Đấy, chúng ta sẽ ấn Finish. Đấy, và chúng ta sẽ đợi một vài phút, tùy theo cái thời lượng của các bạn, theo cái chất lượng mà các bạn xuất ra. Thì theo cái thời lượng thì có thể cái thời gian render này nó cũng sẽ mất của các bạn một thời gian. Nhưng không quan trọng là khi mà chúng ta chờ trong thời gian chờ render, chúng ta sẽ làm việc khác, lướt nét hoặc làm một cái gì đó. Như ở đây chúng ta cái video này có hơn 3 phút thôi, thì cái thời gian render nó cũng sẽ rất là nhanh. Đấy, thì các bạn có thể chờ trong một vài phút khi mà nó xuất file ra. Hiện nay thì cái việc mà làm video, những cái video nhạc này, và khi mà các bạn lấy những cái video nhạc ở trên cái nguồn CS, tức là no copyright sound, tức là các bạn sẽ không bị vi phạm bản quyền, hoặc là chúng ta sẽ lấy ở cái kho YouTube audio library ấy, thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề bản quyền. Các bạn chỉ làm sao, các bạn chỉ cần biên tập video thật tốt, âm thanh chuẩn, hình ảnh bắt mắt, đẹp và chuẩn, cộng với một vài kiến thức SEO. Về kiến thức SEO thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong những cái bài sau. SEO video lên tốt rồi quảng bá những cái video của các bạn, một vài cái mẹo, một vài thủ thuật các bạn SEO được video lên tốt, thì chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ kiếm được cái lượng video, cái lượng người xem, cái lượng người tương tác là rất là tốt. Và cứ đạt 1 triệu view, các bạn sẽ được 5 triệu ở Việt Nam. Đấy, các bạn đấy cũng là một cái động lực rất là tốt cho các bạn để khi mà các bạn sản xuất ra những cái video, các bạn làm những video. Đây là một cách rất đơn giản để kiếm tiền trên YouTube. Còn nhiều cách nữa, nhiều cách các bạn có thể làm content, các bạn làm vlog về đời sống, vlog ẩm thực, vlog về làm các video về thiếu nhi, cũng là một trong những cái chủ đề rất hot. Thì trong các cái bài sau mình sẽ
chia sẻ với các bạn những cái gì mình biết về YouTube. Trước đây thì mình có một kênh mình chuyên làm về react và phim và âm nhạc, nhưng mà khi mà cuối năm 2018 và sang đầu năm 2019 thì khi mà YouTube tắt chặt lại về vấn đề bản quyền của tất cả các video, thì những cái kênh mà làm về react ấy thì hiện tại không còn đất sống nữa. Bởi vì YouTube muốn phát triển cái cộng đồng những người sáng tạo video, bởi vì những video sáng tạo thì sẽ thu hút được rất nhiều người xem và sẽ mang lại hiệu quả quảng cáo cao nhất cho YouTube. Chính vì thế cho nên là YouTube rất hiện tại YouTube có những cái thuật toán và quét liên tục, quét tất cả những cái kênh nào mà làm theo kiểu react, lấy lại video và đại loại là ăn cắp cái sự sáng tạo của khác, thì YouTube thẳng tay loại bỏ và sẵn sàng cho chết kênh và bắt kiếm tiền từ những kênh đó. Cho nên hiện tại sang năm 2019 này thì cái việc mà làm video theo cái hướng react thì gần như không có đất sống. Như hôm nay mình chia sẻ các bạn làm những cái video kiểu như này về âm nhạc như này thì đây không phải là react, đây sẽ không ảnh hưởng gì đến bản quyền, bởi tất cả cái nguồn nhạc, nguồn âm thanh, nguồn hình ảnh chúng ta lấy hoàn toàn không vi phạm bản quyền, vì đây là chúng ta lấy được cả những cái kho dữ liệu no copyright sound và YouTube library, audio library thì chúng ta có thể sử dụng thoải mái, chúng ta không phải lo về bản quyền. Còn trong trường hợp các bạn lấy nhạc của người khác, lấy video của người khác về chỉnh sửa một chút và up lên kênh của mình thì đấy là các bạn sai hoàn toàn, và kể cả những kênh đã bật kiếm tiền rồi thì YouTube sẵn sàng cắt kiếm tiền từ kênh đó, thậm chí là không bao giờ có thể kiếm tiền lại, bật kiếm tiền lại được từ những kênh đó. Cho nên là cái lời khuyên của mình là các bạn không nên làm react và chúng ta phải sáng tạo nội dung. Như thế hôm nay clip ngày mai mình hướng dẫn các bạn cũng chính là một cách sáng tạo. Quan trọng các bạn phải làm sao. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn căn bản thôi, và các bạn phải làm sao để clip của bạn nổi trội hơn clip của những người khác. Clip của các bạn phải hay, bắt mắt và tạo cho những người xem có cái hứng thú, là người ta sẽ ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi mà bạn ra tất cả những clip sau, các bạn sẽ có một cái lượng người xem nhất định, có lượng người tương tác nhất định. Và khi mà đã có một lượng người xem nhất định, tương tác nhất định rồi thì các bạn sẽ được đề xuất, được YouTube đề xuất đánh giá cao, đề xuất. Và khi người ta chỉ cần tìm kiếm tới một cái từ khóa mà các bạn đã share lên ấy, thì những cái clip của các bạn nó sẽ được hiển thị ở trên top 10, top 20, thì rất đơn giản là các bạn sẽ có rất nhiều lượt xem. Hiện tại thì mình đang làm lại cái kênh, mình đang làm một kênh mới là kênh Milo Vlog này, tức là sẽ là kênh về đời sống và ẩm thực, rồi sẽ về xung quanh câu chuyện là kiếm tiền trên YouTube. Mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ với các bạn trên góc độ là chia sẻ thôi đấy, để mong rằng là các bạn cũng như mình sẽ cùng nhau phát triển và cùng nhau kiếm được thật nhiều tiền từ YouTube. YouTube này là một cái nền tảng rất là mở, chia sẻ cho tất cả mọi người, tất cả những cộng đồng, ai sáng tạo được, không cần biết bạn làm video gì, miễn là các bạn video của bạn không ảnh hưởng tới chính sách của YouTube, chính sách cộng đồng, chính sách bản quyền, không dây dưa tới chính trị, không bôi nhọ nói xấu bất kỳ ai, không được đăng những hình ảnh phản cảm và đâm chém giết và sách, thì YouTube sẽ đề xuất những video của các bạn và sẽ liên kết với các nhà quảng cáo. Khi mà video của các bạn được xuất hiện quảng cáo thì là các bạn sẽ được kiếm tiền ở trên những cái lượt xem đó. Là thực tế là rất nhiều người thành công, rất nhiều kênh thành công từ YouTube, và rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền từ YouTube. Hiện tại thì mình đang bắt đầu xây dựng lại kênh Milo Vlog này, cho nên là rất mong là các bạn sẽ ủng hộ, các bạn sẽ like, share, comment và sẽ ấn vào nút đăng ký ủng hộ mình để cho mình có động lực và mình sẽ ra thêm nhiều video tiếp theo. Đấy, và bây giờ thì chúng ta đã render xong cái video mà tôi vừa hướng dẫn các bạn rồi. Đấy, các bạn có thể ấn vào finish. Ở đây nó sẽ có một hội thoại hỏi các bạn là các bạn có xem thử cái video này không. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái bản xem thử video này. Các bạn chờ một chút ạ. Đó. Đấy, thế là chúng ta đã có một cái video ra xuất ra thành công một cái video. Đấy, thì còn lại các cái cách mà đăng một cái video lên YouTube, rồi cách SEO để cho video chúng ta được ăn đề xuất, được kiếm được nhiều lượt view, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trong cái bài sau. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu cảm thấy video này thực sự hữu ích với các bạn thì đừng quên cho mình một like, hãy comment ý kiến của các bạn ở bên dưới, các ý tưởng hoặc là những cái vấn đề mà các bạn đang cần quan tâm, và nhớ ấn đăng ký, nhớ share video. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất. Chào các bạn.